Ở nhà mình có vài bụi xả các bạn. Để coi mấy bụi đây. Hình như là 3 đến 4 bụi hay gì đó. Nói chung là như này. Hồi mùa mùa đông á, cuối mùa đông là tháng 3, tháng 2 hay tháng 3 gì đó, tháng 2 là mình đã bắt đầu mình ngâm cái gốc xả rồi. Sau khi mình ngâm xong á, mình cũng chưa có thấy nó ra cái mục rễ gì hết trơn á, nhưng mà mình thấy ngâm lâu quá rồi mình cũng để trong cái nhà 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 ni lông á, ở ngoài trời, nhưng mà trong nhà ni lông thì mình thấy là nó chưa có ra rễ ra gì hết, tại trời nó lạnh quá. Cái mình nôn nóng quá, mình nghĩ thôi chắc được rồi, bây giờ đem chôn nó xuống, trời nó hết đông đá rồi nên là mình nghĩ thôi đem chôn nó xuống. Cái là sau khi chôn xuống thì cứ chờ hoài chờ mãi, rồi cái một thời gian sau mình thấy nó đen thui à các bạn. Mình thấy nó đen thui cái mình cứ tưởng là thôi thế là xong, làm bậy bạ vớ vẩn quá thì nó chết là đúng rồi, nên là mình nghĩ là nó đã xong đời nó rồi nên mình cho qua luôn, mình không có nghĩ gì tới nó, mình nghĩ là nó chết rồi. Thế là nghĩ là thôi chắc vùng của mình lạnh quá không thể nào trồng xả được, nên là không hề nghĩ tới nó, nghĩ là mình không có thôi. Ai ngờ đâu trong cái bồn mình trồng cà chua rồi trồng cải đồ này kia nè các bạn, cái nó phát triển như này mà mình cái lúc đó đó mấy cái cà chua với cái cải này nó cũng mọc tùm lắm, nên là mình tưởng cái bụi xả này là cỏ cỏ hay hành gì đó, nói chung là mình không có nghĩ là xả, mình chỉ nghĩ là cỏ thôi. Cái hôm đó mình thấy tiện tay cái mình định là mình nhổ cái cỏ này đi đó, nhổ bớt được chừng nào hay chừng đấy. Cái thường là mình nhổ cỏ cái mình hay ngửi, tại vì nó sẽ giống giống như hẹ nên mình hay ngửi. Cái không ngờ là ngửi ra mùi xả hết hồn luôn, nhìn xuống trời ơi một đống xả ở dưới này đang phát triển. Cái là giật mình không dám nhổ nữa, coi như là giữ giống như là giữ báu vật vậy đó. Nên xin lỗi các bạn ha, nên là nhiều khi á chúng ta trồng cây á, chúng ta cũng không biết chừng nữa các bạn. Mình có thể nghĩ là cái cây này nó thuộc về xứ nóng thì trồng xứ lạnh chắc là nó không có được đâu, nhưng mà cứ trồng thử đi. Ở đây là mình là vùng cái vùng trồng cây của mình là vùng 8B, trước đây nó là 8A, thì bây giờ cái khí hậu nó nóng lên á, cái trái đất nó nóng lên thì nó thành cái vùng 8B là nó ấm hơn chút xíu, nên là tưởng là không có mà lại hóa ra cuối cùng lại có. Nên là các bạn khi mà các bạn trồng các bạn cứ thử đi, làm thí nghiệm tất cả các kiểu đi, đâu có mất mát gì đâu, đúng không? Giống như trong trường hợp này đó, tưởng đâu là mình làm vớ vẩn mà nó cũng được à các bạn ơi. Các bạn khi mà làm vườn các bạn cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, không có cần cầu kỳ gì lắm đâu. Kể cả phân bón gì cũng vậy hết đó. Không có phân bón thì cứ cái đất bình thường mà có sẵn đó trong vườn á mà các bạn làm thôi, rồi tưới tắm chút xíu nó không được xinh đẹp mướt mát thì nó cũng có chút đỉnh chứ nó vẫn sống nha. Các bạn nhìn thấy cây cối trong tự nhiên nó cũng như vậy đó, ở mùa đông á, khắc nghiệt á, mà hết mùa đông tới mùa xuân nó vẫn mọc lên như thường à, nó rất nhiều cây nó mọc được. Nên là đó, hôm nay khoe khoe chiến tích là đã giành lại được cây sả đó, không ngờ có. Thì bữa nay mình làm nồi bún bò lần thứ hai, mình làm bún bò kiểu mọi là bún bò mà làm gà, nên là chồng mình hay nói là ủa ở nhà không ăn bò mà sao làm bún bò, cái mình nói là bún bò nhưng mà nấu gà, cái anh mới nói vậy phải gọi là bún gà chứ, cái mình mới nghĩ là nói bún gà vậy biết là bún gì, thôi gọi nó là bún sả đi, thì nấu bún sả thì cứ bỏ sả vô thôi, rồi muốn nấu thịt gì đó thì nấu. Rồi nói chuyện lan man nhiêu đó đủ rồi, mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo ha. Đây là cây gừng nè các bạn đó,
Gừng đó, cũng sống đó. Ở nhà mình trồng hoài không được mà mình đi du lịch cái là nó lên nè. Trời ơi mát tay dễ sợ luôn. Mát tay quá trồng hoài không được. Đi vắng cái là nó lên nè. Ok, bye bye mọi người ha.